Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đảm nhận thêm nhiệm vụ mới. Theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 715 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Theo đó, bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay Đại tướng Tô Lâm. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng và giúp Chính phủ. Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Ủy ban sẽ cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng. Bên cạnh đó, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Ủy ban cũng điều phối chung việc triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Ủy ban còn giúp Chính phủ, Thủ tướng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, đôn đốc việc triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia.